Ngừng mua sữa bò, hãy bắt đầu tự làm sữa hạt tại nhà. Chào mừng bạn đã quay lại với kênh Kimi. Trong những năm gần đây, sữa thực vật đã trở thành một xu hướng phổ biến, không chỉ vì lý do sức khỏe mà còn vì lý do môi trường và đạo đức. Trong số các loại sữa thực vật, sữa hạt điều là một lựa chọn tuyệt vời, nhờ vào hương vị thơm ngon, béo ngậy và giá trị dinh dưỡng cao. Sữa hạt điều tự làm không chỉ dễ dàng trong quá trình chế biến mà còn cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ngày nay, khi mà người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và nguồn gốc thực phẩm để làm sữa hạt điều bạn chỉ cần hạt điều ngâm nước và một chiếc máy xay làm sữa hạt quá trình này không chỉ đơn giản mà còn rất nhanh chóng bạn có thể thêm một chút vani hoặc mật ong để tăng thêm hương vị tùy thuộc vào sở thích cá nhân sữa hạt điều tự làm không chứa lacto phù hợp với những người không dung nạp lacto hoặc theo chế độ ăn chay ngoài ra sữa hạt điều còn là một nguồn cung cấp protein thực vật chất béo không bão hòa vitamin và khoáng chất nó không chỉ tốt cho sức khỏe tim mạch mà còn hỗ trợ duy trì cân nặng và cung cấp năng lượng bền vững